Đến với video ngày hôm nay thì mẹ đặc biệt gửi đến cho các chị gái, đó là một cái dòng áo vest loom mà có thể nói là nó là dòng siêu che khuyết điểm và hách dáng cực kỳ tốt và trường tồn theo thời gian cho những chị gái dân công sở, đặc biệt là những chị gái đi làm văn phòng này, đứng lên ngồi xuống thường xuyên đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có những khuyết điểm rất là lớn ở phần vòng bụng của mình. Thì khi mà chúng ta sở hữu trong mình với những cái dòng áo vest loom kiểu dáng như này thì nó sẽ che khuyết điểm cho các chị gái rất là tốt và tạo cho các chị rất là thoáng mát dễ chịu. Và đây thì cái mẫu áo này thì bên em đang sử dụng một cái gam màu, một cái họa tiết hoa vô cùng là sang trọng của các chị. Và đây thì gam màu hoa nhí các chị yêu nhá, hoa nhí cho nên là nhìn nó rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Đấy, mềm mại cho các chị gái này và cực kỳ là tôn da các chị yêu này. Bởi vì gam màu này chúng ta không sử dụng gam màu xanh, màu xanh thì sẽ kén da hơn, nhưng với gam màu này thì rất là tôn da các chị. Và chỉ cần một cái bông hoa nhẹ cho mình thôi ở trên ngực bên trái này, tạo cái điểm nhấn cho các chị trở nên là mềm mại quyến rũ hơn khi mà chúng ta sở hữu trong mình một cái mẫu áo này lên trên người các chị gái nhá. Chất siêu mềm mát luôn vâng ạ. Khi mà mặc với thời tiết mùa hè thì cực kỳ là yêu thích luôn các chị gái nhá.